Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã đến với dụng cụ cơ khí kiến trúc ha. Và mình là Hoàng. Thì hôm nay Hoàng sẽ review cho anh em một cái bộ tiếp. Bây giờ để anh em dùng vặn những cái con bu lông lục giác ha. Thì bộ tiếp này là hàng của nội địa Trung luôn ha. Và giá thành nó rất là phải chăng luôn. Hoàng báo giá cho anh em nhớ nè, 310.000. Và Hoàng sẽ reset cho anh em tận tay luôn ha. Với chất liệu là 8 cái đầu khẩu nè, 8 cái đầu tiếp. Và chất liệu là chất thép CRMO, những cái đầu tiếp lục giác nha anh em. Đó. Thì trong cái bộ này anh em nhìn kỹ ha, anh em sẽ có 8 cái đầu. Và những cái đầu này là những cái đầu bít nha anh em. Đầu bít và những cái đầu đặt ha, họ đúc khối như thế này ha. Đó, chất liệu xếp thép đen CRMO. Thì anh em sẽ có những cái size là từ 5 ly nè, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly, 14 ly, 17 ly và 19 ly nha anh em. Đó, 19 ly là cái đầu to nhất ở trong cái bộ này ha. Chất liệu thép đó nè anh em. Đúc nguyên một cái khối như vậy thì anh em yên tâm sử dụng với những cái máy mà siết, máy vặn bu lông á, thì anh em yên tâm rất là nhiều ha. Thì anh em mình vặn những cái máy này, cái lực nó rất là lớn, hơn cái lực tay nhiều nha. Nên là anh em sử dụng những cái chất thép CRMO á, thì anh em yên tâm vặn nó không bị bể, cũng như là bị xoay, bị te đầu nha anh em. Bị te cái đầu đây nè, gắn vô đầu 1/2 thì anh em gắn vô khỏi máy nè. Anh em để ý ở cái phần vuông này, anh em gắn nó ok nó mới vô nha anh em. Đó, khi mà anh em gắn vô như thế này thì Hoàng lưu ý cho anh em một cái chỗ này, nếu mà anh em an toàn một xíu á, anh em sẽ cắt một cái sắt nhỏ nè, một cái cây ti nhỏ như thế này, thì anh em gài qua cái lỗ này, xuyên qua cái đây luôn, thì anh em sẽ giữ được những cái đầu tiếp nó không bị rung lắc á, cũng như là nó không bị bay ra khi anh em dùng cái lực lớn á. Và nó sẽ có một cái chút ron cao su này nữa anh em. Cái này anh em mua ngoài những cái tiệm tạp vật á thì nó đều có nha. Hoặc là anh em rảnh thì anh em cắt một cái đầu ti nhỏ anh em gắn vô đây, kiếm cái ron cao su để đây nữa, thì anh em vặn với những cái máy mà cái lực lớn á thì rất là ok ha. Và những cái đầu tiếp đầu khẩu này thì nó sẽ chuyên về cho anh em bắn máy nha anh em. Hoàng nhắc lại nữa ha. Những cái đầu tiếp CRV thì anh em vặn nó cũng được, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ không bền bằng những cái đầu tiếp này. Và giá thành của cái bộ này đang rất là ok luôn anh em. Anh em nghĩ xem, 310.000 cho cái bộ này thì tính ra mỗi cái đầu nó có vài chục ngàn. Đó. So với những cái hãng lớn hơn thì anh em phải, nói chung là hãng lớn hơn anh em mua chừng một hai đầu bằng anh em mua bằng cái bộ này thì rất là hời nha anh em. Mà chất lượng thì yên tâm nữa. Thì Hoàng cũng báo giá là cho anh em nha. Thì bộ này có giá là 310.000 và Hoàng sẽ bao ship tận tay đến các anh em luôn. Anh em nhận hàng xong rồi xem hàng ok thanh toán nha anh em. Rồi, cảm ơn các anh em nha. Hẹn các anh em ở những cái clip tiếp theo.